Sau khi mặc khải cho tín đồ của Ngài biết rằng, với sứ mạng phổ hóa chúng sanh đất Bắc, Đức Thầy sẽ phải xa cách bổn đạo một thời gian. Ngày mồng 1 tháng 4 năm Canh Thìn, Đức Thầy lại tuyên báo rằng Ngài sẽ rời xa tín đồ lần nữa. Đó là một trường hợp tiên báo đặc biệt. Đức Thầy viết ra bài Từ giả bổn đạo khắp nơi vào ngày tháng nói trên, thì quả thật chỉ có 11 ngày sau, chính quyền của thực dân Pháp đến tận Kim Sơn Tự ở Thánh Địa Hòa Hảo để mời Ngài và cấp tốc đưa đi Sa Đéc. Từ đó, Ngài dài đó mai đây, nhưng mối đạo của Ngài cũng do đó mà mở rộng cơ duyên truyền bá. Trong đó, Đức Thầy dặn dò bổn đạo rất rạch ròi những điều cần phải trì hành khi Ngài xa vắng. Qua dòng sứ ngâm liên tục của Anh Hữu Phước, Các Cô, Hồng Dân, Trần Kim Lợi, Anh Hùng Cường, Các Cô, Thanh Tuyền và Hương Lan, chư quý thính giả sẽ có dịp thưởng thức hương vị thâm trầm trong lẽ đạo mà Đức Tôn Sư kính mến đã rủ xuống lòng từ ban lời giảng hóa, không những cho tín đồ của Ngài mà còn là những kim thạch chi ngôn đối với toàn thể chúng sanh. Canh Thìn năm thiệt là rồng, từ ngày mượn xác hồng trần đau lai. Tháng năm kỷ mão đến nay, khắp trong ba tánh gặp bài sấm kinh. Lời văn tao nhà hữu tình, bởi dân sắc lình thiên đình sai ta. Xuân trần lão dùng khuyến ca, đầu đuôi cạn tỏ ngâm nga ít bài. Tạm đây ta bắt lui hài, vì trên bệ ngọc triệu lại hồi quy. Không đành tách gót ra đi, nên dùng lời lẽ từ thì ba gia. Thiên đường lộ ấy nào xa, muốn cho khỏi cô xem qua lời truyền. Dấu xưa nói tích thánh hiền, thương trần mượn xác bút liền ra cơ. Thấy trong ba tánh ngẩn ngơ, nay thầy xa thơ bơ vơ một mình. Gẫm trong hai chữ nhục dinh, xưa nay thiên hạ kệ kinh ít dùng, cúi đầu tâu lại cố trùng. Ngọc hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân, gái trai lớn nhỏ ân cần, chùi lao vẹn mặt thì gần thánh tiên. Tây phương tua nở hoa liên, chờ người hữu phước thiện duyên từ hoàng. Nhắm cùng
bốn đảo gần xa, ta về ấm cảnh thiết tha tâm trào. Đời nay hiếm kẻ nghinh ngang, chẳng kiêng lời lẽ Phật đàn từ bi. Lang tâm chắc nết vô nghị, nhỏ không biết nể tính gì bề trên. Nhỏ to lời lẽ chớ quên, ráng mà nguyện giáng đặng đền ơn sâu. Ba gia ba tánh đâu đâu, xem lời ta chỉ về cầu tại gia. Có đâu kỳ thuốc đó mà dòm trong bảng chữ về nhà kiếm cây. Nay thầy chịu lĩnh về Tây, tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua. Dạo trong khắp cõi ta bà, nơi nơi chốn chốn quỷ ma rối loạn. Chữ rằng nhân thiện chi năng, dầu cho tài trí cũng mang nợ trần. Có đeo bình tật vào thân, giấy vàng thế nhỏ giấy thần đổ vô. Thành lòng nước lã lên hồ, hữu tâm chi đức cam lộ Phật ban. Gặp cơn giông tố nào an lòng này, đời ta vốn thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói gì sao. Từ trên tới dưới cũng hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ bước tâm làng bình yên. Giống nòi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem bốn chữ Long Châu, bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Tu hành mà mãi sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Giả từ khắp hết dương trần, dân du chốn cũ lưới thần mùa. Non cao nhiều thứ trừ loài độc địa mới là yên thân. Biết sao cho toại lòng dân, kẻ ưa đạo đức người cần vinh quang. Xót lòng cày nước mà
thần hùng đêm vắng khóc thầm. Cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đau đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đơn nở đứt dây, chưa vui bồi hiệp bóng thầy lại tình sai trong giấc mộng qua mơ màng cũng tưởng như ta bên mình. Tuy là hữu ảnh vô hình chở dân lòng tường sân trình đảo lao, nghe sơ lời lão cạn bài tìm trong não óc gặp ngài bình an. Kim Lân xích phụng Lâm Nà, cho nên phận lão đâu an thân già. Tảo tần lo liệu năm ba, biết sao hiệp mặt lòng già mới nguôi. Mặt ngoài gượng gạo bãi vui, chớ trong tim phổi rối nùi như tơ. Tuôn đời như cá trong lờ, học tay vô bắt còn ngờ kẹt không. Bao nhiêu tâm não góp công dặn dò kỹ lưỡng trăm năm khắp cùng. Chừng nào tôi được hết khùng thì là dân sự còn dùng làm chi. Bận lòng càng tỏ dân chi, bơ dân hai chữ công kỳ sớm khuya. Nhớ câu ăn giấy bỏ biển, được thân sung sướng dội lìa tổ tông. Kể ra lại bắt mũi lòng, ngán đời mua bưởi bán bồng chắc chua. Cứ theo cây lối à vua, giả toan đốt miễu phá chùa từ bi. Vàng có thêm gắn ít gì, thôi ta than lắm vậy thì thẹn thêm. Bóng trăng cậy đỡ ban đêm, trầu ăn nhã bá lại tên mời hoài. Cùng ngồi nói chuyện quá dây, bị lòng bác ái nói hoài
chẳng thôi. Thấy đời mắt lo không vui, lại khoe kết giỏi một hồi múa meo. Từ nay cửa không gai then, chờ ta trở lại thì đèn hết lu. Thân khùng là phận sĩ phu, chẳng ham danh diệu miệng tu vuông tròn. Khôn thì lánh chốn đau đòn, dạy thì lòn cuối đồ ngon ăn thường. Hai lòng uống lưỡi đầy đưa, ý hơi hạng gió mắt lừa trương lương. Nhớ qua hồi lúc đợi đường, hiền thần nhân quý người nương ẩn mình. Cửu thiên còn dấu tại dinh, chờ ngày mang hạng phép linh ban rài. Giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ ngài dài gặp ta. Xác trần để lại làng hoa, lời thăm bốn phía ngọc hòa ta lui. Thánh dương cách trở xa xôi, nhân cùng ba tánh chớ vui tất lòng. Phận cùng thân hơi lông đông, còn lo cho thế hai lòng toan mưu. Ta không gây quan kết cừu, cớ sao dân sự phiền ưu nổi gì. Khoa tràng linh mở hồi thi, nên ta cương bút dài thì trần gian. Chớ mình hồn giữa lâm sang, thành hơi còn xuống thế gian làm gì. Ước mơ thường cổ hồi quy, thế trần nó ấm phú thì an nhàn. Quân thần phụ tử vinh giang, hết lo cay đắng cùng an phận cùng. Tới đây từ biệt khắp cùng, thầy lìa khỏi xa thiên cung phản. Đục trong cạn thọ khúc nôi, thi dân tu vui nghĩ thôi bận lòng. Lan tâm như thú thiếu lòng, trớ treo cửa miệng trong lòng gươm đau. Ra người đời chẳng nể công lao, chẳng hờn không giận hùng hào còn ganh. Hiệp chung một cội nhánh nhành, sum xê ra thấm chim xanh nối đường. Từ bi tình ấy đoạn trường, kể qua tích cũ mà lường lòng đây. Như ai có đọc đoạn này,
xin đừng chê nhau rằng thầy nói nhăn. Muốn sao có phép phi đằng, cũng như đại thánh đường tăng thoát nạn. Rưng rưng nước mắt hai hàng, lánh nơi cõi tục Phật đàn lui chân.